hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi, những người làm chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, vượng vận quý nhân, nhiều vận may ập đến, trúng số đổi đời, tài lộc ùn ùn đổ về như thác lũ, đổi đời xứng tầm đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chuẩn xác. Đúng trong 7 ngày tới tháng 9 âm lịch 2024, tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, gặp thời đổi vận, số mệnh giàu sang, vận may bùng nổ, trúng số phát tài, tiền vàng nhét chật két. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 thân mến, có người khi sinh ra đã được sống trong nhung lụa, giàu có người lại sinh ra trong cảnh bần hàn, cơm không ấm bụng, áo chẳng đủ che thân, có người làm gì cũng như có thần trợ giúp, thuận buồm xuôi gió, có người thì lại làm việc nào hỏng việc nấy, thậm chí là xôi hỏng bỏng không, dẫu đổ bao nhiêu tâm huyết, cũng chỉ như công giả tràng. Quý khán giả thân mến, mỗi người sinh ra đều có một số mệnh khác nhau, đa số mọi người đều cho rằng, số phận của mình khi sinh ra đã được định sẵn, và không thể thay đổi được, càng có người cho rằng, số phận là do Thượng Đế an bài, mà Thượng Đế không công bằng. Đây là một nhận thức sai lầm. Ngày nay, người ta thường tìm đến tử vi để đoán định trước tương lai, cũng như đoán lành tránh dữ. Tử vi học dự báo rằng, đúng trong 7 ngày tới, người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, đang cơn bỉ cực thì tới hồi thái lai, bỗng nghe được mệnh trời, gặp thời phất mạnh, bội thu tiền tỷ, giàu sang phú quý hết phần thiên hạ, dù trước đó có nhiều khó khăn, vất vả như thế nào không cần biết. Nhưng từ nay trở đi, sẽ là thời điểm bạn bận rộn kiếm tiền tỷ, tài lộc rực rỡ vô cùng, đường công danh hanh thông, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện. Vậy, vận trình của con giáp khổ trước sướng sau, may mắn hết phần thiên hạ này diễn biến ra sao? Xin mời quý khán giả cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu nội dung chi tiết nhé. Trước khi đến với phần luận giải nội dung chi tiết về vận trình tử vi trong 7 ngày tới của quý bản mệnh tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả điểm nhanh tính cách của người tuổi Kỷ Mùi 1979 có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Tuổi Kỷ Mùi là người trung thực, song rất hay mơ mộng về những thứ hão huyền hoặc xa rời. Thực tế, họ là người yêu thiên nhiên, thích đắm chìm trong không gian tươi mát, trong lành của thế giới tự nhiên. Cũng mơ mộng mình được biến thành một chú chim tự do bay lượn giữa bầu trời, một chú cá vô tư dẫy dùng giữa biển khơi. Tính cách của người Kỷ Mùi khá thăng trầm, thận trọng trong mọi việc, dù tâm hồn mơ mộng, yêu thích tự do, nhưng họ làm gì cũng có quy củ theo từng bước, chứ không bao giờ tự ý làm gì theo ý thích của mình. Người này đường nhân duyên tốt, giữ được các mối quan hệ xã giao bền vững. Họ là người biết lo lắng, chăm sóc cho mọi người, nên hiếm khi xảy ra tranh cãi bất đồng gì lớn. Người này tính tình hướng nội, hay lo lắng nên thường phiền não vì những chuyện nhỏ nhặt. Tuổi Kỷ Mùi rất biết tôn trọng, tôn ti trật tự, kính trên nhường dưới. Dù trong lòng có điều gì không vui đến thế nào, họ vẫn luôn tươi cười, chứ hiếm khi để lộ nỗi niềm ra mặt. Họ có chí cầu tiến, ham học hỏi, không mơ mộng đến chuyện một bước lên tiên, mà luôn cố gắng hết sức mình, bước từng bước vững chắc đến với mục tiêu đã định, hành sự cẩn trọng. Dù người ta có dùng lời lẽ mỹ miều thế nào để chiêu dụ, thì họ cũng không dễ dàng mắc lừa. Tuy nhiên, cũng chính vì quá thận trọng, không dễ tin người, mà họ cũng đánh mất rất nhiều cơ hội trong đời. Bù lại thì họ có sự cần cù, chăm chỉ, không ngại bất cứ việc gì, dù là một chi tiết nhỏ họ cũng không bỏ sót. Nhưng người này có một điểm yếu, đó là ý chí không kiên cường. Chỉ cần gặp phải thất bại
là bao nhiêu nhiệt huyết cũng bị rút sạch. Mất cân bằng tâm lý, không biết phải làm gì. Bản thân người Kỷ Mùi cũng muốn thay đổi cuộc sống của mình, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở suy nghĩ, chứ không chịu bắt tay vào hành động. Họ thường tự tìm lý do bào chữa cho mình, cuối cùng chẳng bao giờ hiện thực hóa được mong ước của bản thân. Tính cách người tuổi Kỷ Mùi cũng rất nhạy cảm, đặc biệt là trong tình yêu. Chỉ một chút quan tâm của người yêu cũng khiến họ vui mừng khôn xiết, mà người yêu lạnh lùng chút thôi là cũng dễ buồn bã. Tuổi Thân, nhưng có buồn phiền thì họ cũng chẳng nói ra, bởi người này rất hiểu chuyện, luôn thông cảm cho người khác. Bản thân họ cũng là người cảm xúc thất thường, khi nóng, khi lạnh. Với người mình yêu, Kỷ Mùi không hay thể hiện cảm xúc trước mặt người yêu, có phần nhút nhát, dè dặt, dù đã nghĩ rất nhiều điều, nhưng tới lúc lại chẳng nói ra được. Khi đã đem lòng yêu ai, là những chú dê sẽ hết lòng chăm sóc người đó, thậm chí còn có phần hơi quá, khiến đối phương cảm thấy ngại ngùng, phản cảm. Họ yêu chân thành và nguyện hy sinh bản thân cho người mình yêu, dù phải từ bỏ công việc, học hành thì họ cũng không màng, dù đối phương có đưa ra yêu cầu vô lý đến thế nào. Họ cũng không tính toán, nhẫn nhịn hết mức. Đến khi kết hôn rồi thì tình cảm lại càng thấm thiết hơn, luôn một lòng, một dạ cùng người ấy, gây dựng tổ ấm gia đình. Nhìn lại quãng đường mà Kỷ Mùi đã trải qua, theo năm tháng cuộc đời, có thể thấy được rằng cũng chỉ vì không chấp nhận tầm thường nên Kỷ Mùi mới mưu cầu thành công, thành tựu, vì mong một kiếp nhân sinh rực rỡ. Muốn làm cho hết bản năng của mình nên Kỷ Mùi mới lao ra khỏi cái vòng tròn an toàn, lựa chọn mạo hiểm, mơ mộng phù hoa, đến với những đau khổ, nếm trải vất vả mà thanh toàn cho cuộc sống. Cũng chỉ vì muốn chăm lo cho người thương, muốn có vật chất làm công cụ bảo hiểm cho gia đình, Kỷ Mùi mới cố vất vả ngược xuôi ở cái thời điểm thanh xuân còn cháy bỏng. Vậy nên, không có gì là sai khi Kỷ Mùi vấp ngã cả, không có gì là sai khi chịu chút thất bại của cuộc sống trong thời gian dài, nếm trải đủ, người yêu quý có, người khinh miệt có, người tôn trọng cũng có, và người tệ bạc cũng không ít, chung quy chỉ có thời thế không thuận, bản thân chưa sáng suốt, có vậy mà thôi. Kỳ thực, đời người có ai mà không vấp ngã, lắm lúc Kỷ Mùi cũng thấy mừng, vì ít ra ngã sớm cho cái đoạn thanh xuân còn trẻ, để rồi lại dễ dàng giật dậy, làm lại từ đầu và đón ánh nắng sớm đẹp đẽ của cuộc đời vào những ngày bình yên. Chỉ sợ là sau này, nếu ngã rồi mà nằm yên lại, sau này khi thua rồi thì lại chán nản, buồn phiền, sau này khi không còn đủ sức để thừa nhận, không nhìn thẳng hoặc cố chấp lãng tránh những gì đã gây ra, sau này lại thay vì tự vấn bản thân, lại trách đời, mắng người, hận trời, giận đất, sao số tôi lại khổ thế này. Kỷ Mùi sẽ không làm như vậy, cũng sợ sau này khi cứ ủ ê trong cái nỗi buồn vô hạn, sẽ không nhìn trái, nhìn phải, để thấy vẫn còn một vài người tin yêu đang chờ đợi ta hăng say giật dậy. Suy cho cùng, Kỷ Mùi dù sống trong sung túc hay vất vả, họ đều mang trong mình những vết thương sâu lắng. Kỷ Mùi ơi, nếu có buồn hãy cứ ủ ê, khóc lớn một trận, cùng cười một khúc, say đến mê người, ngủ đến dài thân. Rồi sau đấy nhớ lại cái lý do tại sao ta lại bắt đầu, tại sao ta lại lựa chọn nhảy ra khỏi cái vòng tròn an toàn cố hữu của bản thân, để rồi dương mình tới những thành công mới sau những vết thương vấp ngã của cuộc đời. Có nhiều lúc Kỷ Mùi có thể đổ tại giận, cũng có thể đổ tại người, tại ta cả tin hay tại ta cả nể. Nhưng đừng quên mọi thứ vẫn là do chính ta quyết định, mọi họa hại mình sẽ phải mạnh dạn đối diện đấu đời. Kỳ thực ở độ tuổi này, Kỷ Mùi cũng đã tôi rèn ra mình một con người thật bản lĩnh, cứng cỏi. Ở độ tuổi này Kỷ Mùi luôn nhìn nhận vấn đề ở một tầm cao hơn, làm cho người ta cảm thấy được đãi ngộ. Kỷ Mùi giống như một cuốn sách hay, khiến cho người người rung động tâm can, không cẩu thả, nông nổi, bột chột, bất kể đứng ở góc độ nào mà nhìn, đều sẽ không thấy nhạt nhẽo, vô vị, và một khi đã cầm lên đọc sẽ không muốn dừng lại, thu được ích lợi vô cùng. Nhìn thì Kỷ Mùi như một loại hồ đồ, kỳ thực lại là một dạng thông minh sáng suốt, không vì ham muốn lợi nhỏ mà mất đi khí tiết. Trong tâm bảo trì những nguyên tắc của mình, nhìn thấy như hồ đồ, nhưng nội tâm sáng tỏ. Khi giao tiếp giữa người với người, Kỷ Mùi là một loại nhường nhịn, lấy đức dày mà bao dung, nâng đỡ dạng vật, lấy ơn báo oán. Không dễ dàng lấy tu dưỡng của chính mình khiêu chiến với sự nông cạn của người khác, đó cũng là một loại đạm bạc, giản dị, coi tiền tài. Danh lợi như mây khói thoáng qua, trong lòng như trăng sáng, tâm như nước lặng xem nhật nguyệt, mắt tựa gương sáng nhìn xuân thu. Với Kỷ Mùi,
Đó lại là một loại thông dong, tâm tính tựa như ánh mặt trời ló rạng, cầm được thì cũng buông được, cần tiến thì tiến, cần lui thì lui, ổn định trầm tĩnh, bền gan vững trí, dẫu Thái Sơn có đổ ngay trước mặt cũng không đổi sắc. Đó cũng là một loại cảnh giới chiến thắng bản thân, tự mình trưởng thành, cao giọng làm việc, hạ giọng làm người, hạn chế biến nhát, thường có suy nghĩ trách nhiệm, không quan tâm hơn thua, không kiêu căng ngạo mạn. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Di xin mời quý khán giả cùng đến với phần luận giải nội dung chi tiết, dẫn trình Tử Di về các phương diện chính của cuộc sống của con giáp tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong 7 ngày tới, cụ thể dẫn trình như sau. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Xem Tử Di trong 7 ngày tới, về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 thấy rằng con giáp này có thể hoàn toàn yên tâm về vận trình tháng mới. Nhờ sự xuất hiện của cục diện tam hợp, công việc thời điểm S sắp tới hầu hết đều tiến triển thuận lợi, sở cầu như nguyện, làm gì cũng đạt được thành quả đáng mừng. Thời điểm này bạn có quý nhân phù trợ, những lúc khó khăn đều nhận được sự trợ giúp kịp thời, những cuộc bắt tay hợp tác đem về nhiều kết quả tốt đẹp. Không lo đơn thương độc mã, các hạng mục đều diễn ra đúng theo với kế hoạch, thậm chí một số việc còn tồn đọng trước đó cũng được giải quyết nhanh gọn. Tinh thần hăng say giúp người tuổi này đang đạt được hiệu suất rất cao, đôi khi còn khiến người xung quanh ngỡ ngàng. Dù vẫn có không ít thách thức, nhưng bạn vẫn có thể vượt qua. Nhờ khả năng ứng biến linh hoạt, lại thêm lối tư duy nhạy bén, cộng thêm với phong cách làm việc chuyên nghiệp, đi đâu, làm gì bạn cũng được coi trọng, để bạn đảm nhiệm trọng trách với những người đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh đầu tư nào đó. Đây là thời điểm thích hợp để triển khai, dạng sự khởi đầu nan. Dẫu trong quá trình có gặp phải khó khăn, cũng là chuyện thường tình, bởi không có việc gì lại dễ dàng ngay từ đầu. Tuổi Kỷ Mùi cần hết sức kiên nhẫn, đặc biệt là khi nguyệt lệnh lâm mộ, khiến tâm tính bạn dễ thay đổi, cần có sự nghiêm túc và kiên trì theo đuổi mục tiêu. Chớ đứng núi này trông núi nọ, hay ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc, kẻo phá hỏng lợi thế và may mắn mình đang có. Bạn có năng lực, chỉ thiếu chút nhẫn nại nữa thôi. Xét về phương diện tài lộc, tuổi Kỷ Mùi trong 7 ngày tới, tin vui là bán hợp thái tuế sẽ giúp tài vận của người tuổi Kỷ Mùi chuyển biến tích cực. Có những bước tiến đột phá trong 7 ngày tới tháng Đinh Mão này, theo đà công việc tăng tiến nên tài lộc cũng khởi sắc hơn. Chính tài tăng nhẹ, người làm công ăn lương vẫn có thu nhập cố định nên không lo thiếu thốn. Với những năng lực mà bạn đang thể hiện, bạn hoàn toàn có cơ sở để mạnh dạn đưa ra đề xuất mức lương tăng cho xứng đáng với công sức bỏ ra. Tất nhiên, có làm ắt được ghi nhận, không làm thì ngược lại. Thứ tài cũng có dấu hiệu khởi sắc, lợi cho đường kinh doanh, buôn bán đầu tư, thu nhập tăng lên đáng kể. Khi bạn luôn có thể đưa ra quyết định nhanh chóng và dứt khoát, dám chấp nhận đánh đổi để chinh phục mục tiêu lớn. Người nào đang có ý định khởi nghiệp kinh doanh thì có thể bắt đầu vào tháng này vì khá phù hợp. Có điều, may mắn đến cũng có thể đi bất cứ lúc nào. Quyết định thành hay bại vẫn là ở chính khả năng và sự nỗ lực của bạn. Đừng ngủ quên trên đỉnh vinh quang quá sớm, kẻo cơ hội sẽ trôi qua rất đáng tiếc. Ngoài ra, con giáp này cũng nhận được khoản tiền bất ngờ, có thể là được ai đó trả nợ hoặc được hưởng hoa hồng, các khoản tích lũy tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, tuổi Kỷ Mùi vẫn nên có sự đề phòng với sự xuất hiện của Bạch Hổ hung tinh, nguy cơ hao tài tốn của vẫn luôn tiềm ẩn nếu bạn chủ quan. Trong 7 ngày tới, nếu phát sinh những giao dịch tiền bạc quan trọng hay vấn đề vay mượn tiền của, thì bạn vẫn cần đề cao cảnh giác, đừng để bị lừa gạt hoặc dính dáng đến pháp luật. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Tử Di trong 7 ngày tới nhận thấy đây là thời điểm có đào hoa nở rộ trong mệnh số của Kỷ Mùi, điều này có lợi nhất là với người độc thân. Bạn mở rộng mối quan hệ, được mai mối giới thiệu cho đối tượng phù hợp. Bên cạnh đó, nhân duyên cũng chỉ là thứ vô hình. Có nắm bắt được hạnh phúc trong tay hay không còn phụ thuộc phần lớn vào sự lựa chọn và cách ứng xử của bạn. Khi trái tim đã rung động, hãy mạnh dạn bày tỏ tấm chân tình. Do dự quá lâu, cơ hội sẽ dục mất. Các cặp đôi hay vợ chồng lại sẽ gặp vài rắc rối do đào hoa quá vượng. Tính chất công việc khiến bạn thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều người khác giới, đôi khi không tránh được những buổi xã giao gặp gỡ. Trong trường hợp này, nếu không có cách ứng xử hợp lý, hiểu lầm rất dễ xảy ra, thậm chí còn khiến tình cảm gia đình rạn nứt.
kiến nghị tuổi Kỷ Mùi, làm gì cũng nên suy nghĩ chín chắn, nghiêm cẩn giữ mình, nhất là nam mệnh. Xét về phương diện sức khỏe, Tử Vi dự báo rằng trong 7 ngày tới, sức khỏe của tuổi Kỷ Mùi khá ổn định, gần như không gặp phải vấn đề gì đáng lo ngại, ngoài một vài triệu chứng cảm mạo giặc do thời tiết thay đổi. Dù vậy, bạn vẫn nên duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn, nghỉ ngơi điều độ, đừng phí sức mà tham công tiếc việc, làm việc quần quật. Tuy nhiên, do trong 7 ngày tới có Bạch Hổ chiếu mệnh, hung tinh này có thể chủ về điểm sát thương, tai nạn bất ngờ, nhắc nhở bạn đi đứng cẩn thận, tuân thủ luật lệ an toàn giao thông, cẩn thận khi sử dụng những món đồ kim loại sắc nhọn trong nhà hay lao động chân tay. Tiếp theo chương trình, ngay sau đây Minh Đường Tử Vi xin được chia sẻ đến quý khán giả những lời cảnh báo của các nhà tử vi về vận mệnh của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Trong 7 ngày tới, quý bản mệnh cần đặc biệt chú ý điều này. Áp lực bủa vây trong 7 ngày tới này, khối lượng công việc tăng lên khá rõ, khiến người tuổi Kỷ Mùi thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và uể oải. Bạn thường xuyên phải xoay dần trong đủ thứ việc và kế hoạch mà kết quả chưa chắc được như ý muốn. Con giáp này cần tìm cách để khích lệ bản thân, chớ bỏ cuộc nửa chừng, kẻo công sức từ trước tới nay sẽ đổ sông, đổ bể. Hãy tin rằng, chỉ cần bạn không ngừng cố gắng thì sẽ có lúc bạn lọt vào mắt xanh của quý nhân và được đối phương giúp sức. Cẩn thận đầu tư, người tuổi Kỷ Mùi cần phải cẩn thận với các khoản đầu tư thoạt nhìn hứa hẹn, nhưng vẫn nên bình tĩnh phân tích thiệt hơn và nên ưu tiên những hạng mục đầu tư mang lại lợi nhuận dài lâu, chớ nên nghe theo những lời dụ dỗ ngọt ngào. Bên cạnh đó, hãy cẩn trọng trước khi cho một ai đó vay tiền. Nếu bạn để kẻ xấu lợi dụng thì khả năng đòi lại khoản tiền đã mất sẽ không cao đâu. Và ngay bây giờ, không để cho quý khán giả phải đợi thêm nữa, xin mời hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào luận giải nội dung chi tiết vận trình tử vi theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 cụ thể như sau. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Mùi 1979 sinh tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch tức tháng Giêng là tiết lập xuân, người tuổi này được hưởng linh khí đất trời, thông minh, hoạt bát, là người tài hoa, có nhiều tài năng về nghệ thuật. Có điều, số phận người này không được tổ tiên phù trợ nhiều, cũng không có sự hỗ trợ từ cha mẹ, anh em, phải dựa vào chính sức mình để lập nghiệp. Người này có lý tưởng cao xa, có nhiều tham vọng trong sự nghiệp, mong muốn đạt được nhiều thành công, là người có tài, lại có ý chí, nên cũng đạt được những bước tiến lớn trong công danh, sự nghiệp, thu hoạch chẳng hề nhỏ chút nào. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Mùi 1979 sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch rơi vào tiết Kinh Trập, người tuổi này tính tình hoài nhã, ấm áp, cũng là người giỏi ngoại giao, có đường nhân duyên rất tốt, sinh vào trong 7 ngày tới. Người tuổi Kỷ Mùi dễ được quý nhân giúp đỡ về nhiều mặt trong cuộc sống, ở nhà có cha mẹ, anh em tương trợ, ra ngoài có bạn bè nâng đỡ, dường như người này gặp rất nhiều điều may mắn và thuận lợi. Cũng chẳng lo bị dồn đến bước đường cùng, bởi khó khăn có được điều đó cũng là nhờ bạn thường ngày thân thiện, hòa đồng, hay giúp đỡ mọi người, là lẽ nhân quả thường thấy. Đường tài lộc của người này trải dài khắp bốn phương, thu nhập đến từ nhiều nguồn, tài lộc dồi dào, không bút nào tả xiết. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Mùi 1979 sinh tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là lúc trời đất vào tiết Thanh Minh, người tuổi này nhờ thế mà đầu óc tinh anh lanh lợi, thông minh hơn người, nhân duyên cũng rất tốt. Họ may mắn được người thân giúp đỡ nhiều, cũng được bạn bè quý mến, dượng dẫn quý nhân, cuộc đời hạnh phúc, an lạc, không phải trải qua biến cố gì lớn, cũng không phải vượt qua đại nạn gì, có thể thu nạp tài lộc từ khắp bốn phương, dù là nam mệnh hay nữ mệnh, thì cũng có trí tuệ hơn người, có sự mẫn cảm cao, phẩm cách cao sang, tính tình thẳng thắn, sức khỏe cũng tốt. Họ là người dễ dàng lấy được thiện cảm từ phía người đối diện, mạng lưới quan hệ xã hội tốt, có thể đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp. Nhờ có điều này, danh lợi song toàn, tiền bạc dư dôi. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Mùi 1979 sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tiết lập hạ, xem tử vi phương đông thì người tuổi này có cuộc đời nhiều biến động, sự nghiệp thăng trầm, khi lên khi xuống khó bề ổn định. Tuy nhiên, người này lại có ý chí kiên cường, tinh thần bất khuất, cho dù đứng trước khó khăn thì cũng không thể nào núng.
Dù có phải đối mặt với thách thức lớn đến thế nào thì cũng không để nó đánh gục mình, mà vẫn kiên trì phấn đấu, nhờ thế mà giành được nhiều thành công vang dội. Cuộc đời của người này số phận đã định, tiền vận phải chịu nhiều khổ cực, song từ trung vận trở đi thì chuyển mình, cuộc đời vinh hoa phú quý chờ đợi phía sau. Tuy nhiên, họ phải trải qua nhiều bước thăng trầm, khi được bao người tung hô, khi lại chẳng có ai bên cạnh. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Mùi 1979, sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm là tiết mang trùng, người tuổi này ý chí kiên cường, tài hoa xuất chúng, có thể trở thành đứng đầu. Thời loạn thì làm đại tướng quân, thời bình làm Trang Tuấn Kiệt, nhận được sự ngưỡng vọng và ủng hộ của rất nhiều người. Người này được hưởng sự trợ giúp rất nhiều từ phía gia đình, ngày còn thơ bé có cha mẹ, anh em, từ khi lớn lên, có bạn đời làm hậu phương vững chắc, giúp bạn không ngừng tiến bước trên con đường công danh, sự nghiệp, lập nên nhiều thành tích lẫy lừng, có tài, có chí, lại được quý nhân ở bên trợ giúp, bạn thuận lợi đạt được những mục tiêu trong cuộc sống, hạnh phúc và lạc quan vô cùng. Cuộc đời của người này may mắn không phải trải qua đại nạn gì, có thể nói cả đời công danh lợi lộc chẳng bao giờ thiếu. Tuy nhiên, một trong những khuyết điểm của người tuổi này chính là tính tình nóng nảy, dễ gây chuyện bốc đồng, sốc nổi, cần phải cố gắng cải thiện điều này thì thành công có được sẽ càng dễ dàng hơn. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Mùi 1979, sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là tiết Tiểu Thử, người này tính tình ngay thẳng, hoạt ngôn, lanh lợi, lúc nào cũng tràn đầy lòng nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Mùi 1979 cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi tháng sinh, là người dũng cảm, gan dạ, chẳng hề nao núng trước bất cứ điều gì, họ tài trí hơn người, dễ dàng giành được lòng tin cũng như sự ngưỡng mộ, yêu mến của những người xung quanh, tâm hồn hướng thiện, trái tim bao dung, họ hiếm khi làm mất lòng ai, là bậc thầy về cách đối nhân xử thế. Trên con đường sự nghiệp, người này có nhiều bạn bè giúp, được quý nhân tương trợ, nhờ thế mà tìm được nhiều cơ hội để phát triển, cũng giành được nhiều thành công trong công việc. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Mùi 1979, sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm là tiết Lập Thu, người tuổi này thông minh, tài giỏi, có dũng, có mưu, ý chí kiên cường, có khí khái ngất trời, nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất, nữ nhi cũng chẳng thua kém mấy phần, có tinh thần kiên định, dám nghĩ dám làm, đã muốn gì là sẽ cố gắng hết sức để làm cho bằng được. Vận mệnh của người tuổi này càng trải qua khó khăn, gian khổ thì bạn lại càng có nhiều thành công vang dội, tài hoa và trí tuệ giúp cho bạn trở nên khác biệt với mọi người, có thể trở thành người lãnh đạo mà ai nấy cũng phải ngưỡng mộ và thán phục. Sự nghiệp khó tránh khỏi thăng trầm, có không ít lần tưởng chừng thành công thì lại vấp ngã, song bạn không vì thế mà bỏ cuộc, ngược lại càng thêm kiên cường hơn, tự mình rút ra kinh nghiệm và rèn luyện bản thân thành đấu sĩ bất khả chiến bại, đứng dậy ngay từ nơi mình ngã xuống, thoát khỏi những thất bại đau đớn mà lập nên thành công vang dội. Có phúc tướng, được hưởng phúc trời ban như ý các tường, đã dượng lại càng thêm dượng, dù nay bại thì mai tất thành. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Mùi 1979, sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch là tiết Bạch Lộ, người này thông minh nhưng tiền vận không được tốt cho lắm, tổ nghiệp cha ông để lại không nhiều, cũng chẳng được cha mẹ, anh em giúp đỡ là bao, may mắn là sau này ra đời có bạn bè, quý nhân tương trợ, cứu thoát bao lần khỏi cửa ải nguy nan, sự nghiệp nhờ thế mà thuận buồm xuôi gió. Xem vận mệnh của người tuổi này, những khó khăn thời tiền vận sẽ dần chấm dứt, khi bước vào trung vận, gia đạo hưng thịnh, phúc lộc có thừa. Thời trẻ tuy thông minh, nhưng bạn có phần nghịch ngợm, lơ là việc học hành, nên thành tích không được tốt lắm, mãi tới sau này mới bắt đầu dần dần đi vào nề nếp, chú ý tới đường học, thông minh lại có ý chí, đi đúng đường, nên chẳng mấy mà tiến bộ không ngừng, đạt nhiều thành tích. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Mùi 1979, sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch là tiết Hàn Lộ, người tuổi này phải chịu khá nhiều vất vả, khổ cực trong đời. Vận mệnh người này định sẵn khó nương nhờ được phúc của lục thân, ra đời cũng kém may mắn, hiếm khi có quý nhân nâng đỡ, phụ trợ cho vượt ải gian nan, tài năng nhưng không gặp thời, nên khó thành đại nghiệp, bụng mang chí lớn, nhưng lại chẳng thể làm được những điều mình muốn. Cuộc đời của nghề này ba chìm bảy nổi, phiêu bạt khắp nơi, bôn ba vất vả, cực khổ trăm bề, nhưng chỉ đủ để nuôi sống bản thân,
cũng bởi tiền bạc thiếu thốn nên thường ốm đau. Bệnh tật tuy là bệnh nhỏ nhưng không được chữa trị kịp thời, tới tuổi qua niên, sức khỏe đã kém, không được khỏe mạnh, hưởng phúc tuổi già, trời sinh tài hoa, chỉ hận người tài không gặp đúng thời cơ. Song ở đời nhiều điều khó đoán định, người có công lao ắt được hưởng thái bình. Ý chí dương lên không ngừng nghỉ của bạn có thể khiến số phận thay đổi, được hưởng vận may. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Mùi 1979, sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch, tức tiết lập đông, người này có số mệnh cực tốt, cuộc đời vinh hoa phú quý mấy ai bằng, tổ nghiệp không thể trông chờ. Anh em thân thích chẳng giúp đỡ được nhiều, song bằng chính tài hoa của mình, bằng trí tuệ sáng tỏ hơn người, bạn gây dựng được sự nghiệp trong tay, thêm quý nhân giúp đỡ. Càng giống như hổ mọc thêm cánh, con đường quạng lộ rộng mở, vô tình đạt được vị thế bao người tôn kính. Đường quạng lộ rộng mở, bạn có tài về đường văn chương. Khi mà người này thanh cao chẳng màng đến đua tranh cuộc đời, công danh sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió, bổng lộc nhiều vô kể, được lộc trời cho hưởng phúc an lạc, hậu vận tốt đẹp. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Mùi 1979, sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch trùng vào tiết đại tuyết, người tuổi này cả đời không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc, song sự nghiệp chẳng mấy thành công. Người này có tổ nghiệp, khó có thể dựa vào cha mẹ, anh em không giúp đỡ được nhiều, cũng chẳng có nhiều bạn bè hay quý nhân nâng đỡ, nên cả đời trôi qua bình lặng, không có nhiều điểm vượt trội. Tài lộc trong đời không phải không có, thậm chí có phần sung túc, có của ăn có để, nhưng vì sự nghiệp không được như ý muốn, nên người này vẫn có phần không được thỏa mãn, bất đắc chí, tinh thần bị dây khốn, cảm thấy không thuận tâm, dù những người xung quanh có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Mùi 1979, sinh tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch là tiết tiểu hàn, vận mệnh người này có nhiều điều đáng nói. Tiền vận mọi sự khó khăn, dù cố gắng nỗ lực rất nhiều, nhưng khó giành được thành công, bởi có nhiều điều ngăn trở phía trước, giông gió đến không ngừng, cuộc đời thăng trầm bất định, nhưng nhờ vào ý chí kiên định và tinh thần vượt khó, không bao giờ chịu lùi bước mà luôn cố gắng tiến về phía trước, nên về trung vận cuối cùng cũng sẽ nhìn thấy mặt trời danh lợi. Song toàn hậu thuận, phúc thọ đủ đầy, chớ thấy khó khăn bủa vây mà đã dội lùi bước, đừng thấy tiền đồ u ám mà nản lòng không muốn tiếp tục phấn đấu, bởi bạn không thể biết được những điều gì đang chờ đợi mình trước mắt. Người có lòng thì trời sẽ chẳng phụ lòng, công sức bạn bỏ ra rồi sẽ được đền đáp đúng như mong muốn. Quý vị thân mến, không có ai hoàn hảo cả, chỉ cần là người thì sẽ có nhược điểm, điều này rất bình thường. Nhưng khi đối mặt với điểm yếu của bản thân, không thể mãi chịu khuất phục, phải nghĩ biện pháp chiến thắng nó, như vậy chúng ta mới có thể trở nên mạnh mẽ và ưu tú hơn. Dưới đây là 6 nhược điểm mà chắc ai cũng đã từng phải đối mặt, nếu vượt qua được nó thì bạn sẽ ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. 1. Tức giận. Tức giận là dùng sai lầm của người khác mà trừng phạt chính mình, thật là khờ dại. Sai lầm của người khác, hãy để họ tự gánh chịu lấy, chúng ta không cần phải tức giận, thật sự là không đáng. Nếu như có người trêu chọc chúng ta, càng không cần phải tức giận, bởi vì khi tức giận, nhất định sẽ làm tổn thương chính mình. Không có chỗ nào tốt cả, chi bằng hãy bình tĩnh một chút, ung dung đối mặt, như vậy chúng ta mới có thể càng ngày càng trở nên lý trí, càng ngày càng rộng lượng. 2. Hối hận. Nhân sinh sẽ luôn có nhiều điều khiến chúng ta phải hối hận, dù là ai cũng không thể nào tránh khỏi, nhưng điều chúng ta phải làm chính là thấu hiểu nó, rồi từ từ bước qua. Việc gì đã cố hết sức rồi thì thôi, hãy cứ để thuận theo tự nhiên. Chúng ta không cần phải lấy những chuyện cũ không đâu mà tự dằn vặt chính mình. Con người sống thì nên tiến về phía trước, con đường là để bước đi chứ không phải để nằm nghỉ. Bất kể là đi sai đường hay bất lực thì cũng đều không nên hối hận. 3. Phiền não. Con người sở dĩ phiền não đa phần là do tự mình tạo ra. Chỉ cần đừng làm khó chính mình thì phiền não cũng đã không nhiều như vậy. Làm người thì ai cũng sẽ mắc phải sai lầm, nhưng phải học được cách xem nhẹ, cũng phải biết buông bỏ, không nên cứ mãi dày dò bản thân. Phiền não đời người có rất nhiều, nhưng chỉ cần đừng tự đi tìm phiền não thì cuộc sống đã tốt đẹp lên rất nhiều rồi. Ngay khi phiền não, hãy suy nghĩ nhiều đến những việc vui vẻ, an ủi chính mình, phiền não rồi cũng sẽ tự rời xa. 4. Lo lắng. Con người lo lắng chủ yếu là về tương lai của mình, rồi đánh mất đi sự tự tin. Chuyện trong tương lai thật khó mà biết rõ được,
nhưng chỉ cần nắm chắc hiện tại, tin rằng ngày mai cũng sẽ không đến nỗi nào. Nếu như cảm thấy lo lắng, vậy nhất định phải biết cách cổ vũ chính mình, tìm lại sự tự tin, tăng thêm dũng khí mà đối mặt với tương lai. 5. Cô độc. Đời người có đôi khi sẽ rơi vào thế cô độc, phải học được cách hưởng thụ nó, bởi vì cô độc sẽ giúp người ta đối diện với chính mình. Cũng là lúc lý trí trở nên thanh tịnh nhất. Cô độc nếu như biến thành cô đơn, vậy thì nội tâm nhất định sẽ trống rỗng. Nhưng nếu như học được cách hưởng thụ sự cô độc, thì càng ở một mình sẽ lại càng trở nên mạnh mẽ, tâm hồn lại càng phong phú hơn. 6. Tự ti. Trong cuộc sống, chỉ cần đừng quá ganh đua với người khác thì cũng sẽ không có nhiều tự ti. Tại sao lại tự ti? Cũng là vì cảm thấy không bằng người khác. Kỳ thực thế giới này bất kể là ai cũng đều là độc nhất vô nhị, không được coi thường chí mình. Chúng ta so với người khác nhất định cũng sẽ có chỗ tốt của riêng mình, chỉ là đôi khi cứ tự phủ định chính mình, lạc mất phương hướng, đánh mất đi sự tự tin. Thay vì tự ti với những cái mình không có, sao lại không tự tin vì những cái đặc biệt của riêng mình? Hãy cứ lạc quan đối mặt với hết thảy mọi thứ. Lúc bạn tức giận, hãy tự nói với bản thân, đừng lấy sai lầm của người khác mà trừng phạt chính mình. Lúc bạn phiền não, hãy học cách buông bỏ, đừng dùng khuyết điểm của bản thân đi tra tấn chính mình. Lúc bạn hối hận, hãy cứ để thuận theo tự nhiên, đừng vì những chuyện không đâu mà tự giày vò chính mình. Lúc bạn lo lắng, hãy tự cổ vũ chính mình, tìm lại sự tự tin, dũng cảm đối mặt với tương lai phía trước. Lúc bạn cô độc, hãy học cách hưởng thụ nó, khi đó cô độc sẽ chỉ làm chúng ta mạnh mẽ hơn lên mà thôi. Lúc bạn tự ti, đừng coi thường chính mình, bởi vì chúng ta là độc nhất vô nhị, làm người nhất định phải vượt qua được 6 nhược điểm này, tin rằng rồi bạn cũng phải bội phục chính mình. Dân, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.